nay được chia sẻ cho các vị chắc là một đề tài không có lạ, nhưng mà cũng cần nên nhắc lại. Pháp thoại của chúng ta mang tên Vay trả quy luật của muôn đời, xin chia sẻ với quý Phật tử tại Đạo Tràng Đống Cao Thanh Hóa chiều hôm nay. Quý Phật tử thân mến, vòng trời đất dọc ngang ngang dọc, nợ tang bồng, vay trả trả vay, cuộc đời, đời này sống trong cuộc đời, ai không từng vay và ai không từng trả. Dù nhiều khi chúng ta nghĩ rằng nghe tới vay là chúng ta nghĩ tới tiền bạc, sự nợ nần, nhưng thật ra trong cuộc sống của chúng ta đã vay rất nhiều các món nợ, từ lời nói, từ việc làm, từ ý nghĩ. Những cái món nợ đấy không sổ sách nhưng thật là đáng sợ, nó lôi chúng ta vào vòng luân hồi bất tận. Chỉ những lời hứa, những lời nói, bởi những là cử chỉ, hành động, những sự toan tính ích kỷ trong đời sống do tham sân si của kiếp sống con người, chúng ta đã vay và vay rất là nhiều. Nếu con người ta vay, ví dụ uống một bát nước, nghĩ đến cái ơn của người mang bát nước cho ta, đi một chặng xe ra tới huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, biết ơn người cho chúng ta phương tiện ra đến đây, biết ơn tất cả đạo tràng cơ hội về tu tập để cho chuyển hóa các nghiệp chướng khổ đau. Từng việc trong cuộc đời này chúng ta đều biết ơn, và do vậy luôn có ý thức sống như thế nào để chúng ta có thể an vui mà không chồng chất các cái món nợ do sự vô minh mà kết thành. Cho nên cứ mở mắt ra là chúng ta đã vay, chứ đừng nghĩ rằng tôi có nợ ông nọ ông kia ghi vô sổ ngày kia tháng nọ, hay vay ngân hàng, hay vay đất đai nhà cửa mới là vay. Mà cuộc sống này cứ mở mắt ra là chúng ta đã vay với cuộc đời, bởi tự thân ta không thể làm nên tất cả. Chúng ta có thể làm ra lúa gạo, nhưng không thể một bàn tay ta có thể làm ra tất cả mọi vật dụng, vật thực, quần áo cho đời sống của chúng ta. Chúng ta có thể là trồng được một cái vườn rau, nhưng không thể tự thân chúng ta có được tri thức, có được cái sự hiểu biết trong cuộc sống mà phải nhờ những vị thầy. Tự thân chúng ta không thể nào làm nên tất cả. Cho nên Tố Hữu mới có câu thơ là: con ong làm mật yêu hoa, con cá bơi yêu nước, chim sơn ca yêu trời. Con người muốn sống ai ơi, phải yêu pháp lữ, yêu người anh em. Một ngôi sao chẳng sáng đêm, một thân lúa chín chẳng nên mùa màng. Con người đâu phải nhân gian, sống chăng một đốm lửa tàn mà thôi. Một mình không làm gì được đâu, có chăng như một đốm lửa tàn. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy chúng ta: một là tất cả cũng là một. Mình trong tất cả, huynh đệ, anh em, bạn bè và tất cả mọi người trong chúng ta. Hãy sống tốt, tốt cho xã hội, cho gia đình, cho chúng ta, và mọi người cũng có trách nhiệm sống tốt như thế. Những cái điều này trong nhà Phật dạy cho chúng ta những bài học về nhân quả, về đạo đức. Cuộc đời này có vay phải có trả, đừng có vay mãi mà nợ nần thêm chồng chất. Chữ trả cũng trăm phương ngàn kế, và chữ nợ cũng chồng chất nặng vai. Nợ đời không sổ sách nhưng rất đáng sợ. Do vậy trong dòng đời xuôi ngược ta vay rất nhiều, thì nghe pháp để nhắc các vị sống như thế nào, đừng vay quá nhiều những món nợ oan khiên. Chính những món nợ đó, sư nói món nợ không sổ sách mà sẽ trả bằng đời sống của chúng ta rất là nhọc nhằn, muộn phiền, và trong đôi mắt của chúng ta lúc nào cũng ngập tràn những nỗi khổ niềm đau. Mình phải sống như thế nào mà mình phải cho nhiều hơn là nhận? Phải sống như thế nào luôn có trách nhiệm với cuộc đời, với gia đình, với xã hội, đất nước, và tự thân chúng ta tin vào lời dạy của Đức Phật, tin sâu vào trong nhân và quả. Và do vậy chúng ta hãy ý thức sống như thế nào để tâm mình được an, lòng được thanh thản. Đó chính là ý nghĩa của cuộc sống chúng ta. Cho nên bài pháp này, vay và trả chuyện đời quy luật,
đừng nghĩ rằng khôn sẽ thắng đời. Người ơi, chớ có lắm lời, trả vay vay trả, đời này chẳng sai. Đừng bao giờ mình nghĩ là tôi sống trên đời này tôi không có nợ ai. Nghe chưa nào? Tôi giàu có mà, tôi không có ghi sổ nợ với ai hết. Nhưng chúng ta nợ chúng sanh, chúng ta nợ cụ huyền thất tổ, ông bà, cha mẹ. Trong dòng máu của chúng ta, trong hơi thở của chúng ta là hiện thân tất cả các đấng tiền nhân. Trong tiếng nói của chúng ta là tiếng nói của quê hương, của dân tộc. Đường của chúng ta đi có máu của những người đã hy sinh vì tổ quốc. Cơm chúng ta ăn có những hạt gạo mà làm bằng mồ hôi nước mắt của người nông dân. Những vật phẩm chúng ta đang sử dụng hàng ngày đó là sự gian nan lao động, cũng có mồ hôi của bao nhiêu người công nhân, của biết bao nhiêu là nợ xương nợ máu chồng chất trong cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta nói rằng đời tôi sung sướng, không có nợ ai, đó là niềm hạnh phúc. Đức Phật cũng công nhận như thế. Một trong những hạnh phúc trên thế gian này là chúng ta không có nợ nần. Nhưng đó là nói về mặt nợ nần về vật chất. Còn cái nợ mà không thể ghi thành sổ sách, bất lập thành văn là vô tận vô biên. Chúng ta đang ngồi đây là con người, có xương có thịt, đang ngồi đây có trí tuệ, có sự hiểu biết để nghe pháp đây. Chúng ta đã có một cái món nợ quá lớn đối với cha, với mẹ. Mà cuộc đời ta là lúc nào cũng là những giọt nước mắt muộn màng vì sự bất hiếu. Nợ cha, nợ mẹ, nợ ông bà, tổ tiên, nợ cuộc đời, chồng con, cháu, thân bằng, quyến thuộc cả một cuộc sống. Cho nên trên cuộc sống này, chuyện có vay thì phải có trả. Nói theo quan điểm Phật giáo, đó là nhân và quả. Người gieo nhân sẽ hái quả, gieo nhân lành được quả tốt đẹp, gieo nhân xấu phải chịu lấy những quả báo đau thương. Đó là một quy luật, chứ không thể nào mà chạy vào rừng để trốn, biến lên trời hay vào trong biển sâu cũng không bao giờ có thể trốn tránh được những cái món nợ mà chúng ta đã vay. Rồi cái quả đến thì chúng ta không trả mà đòi chạy trốn đi cho được. Vì vậy, sư muốn nói bài pháp về nhân quả không phải là một bài pháp xa lạ gì với những người con của Đức Phật. Nhưng có nhân duyên thì mình lại nhắc lại cho nhau nghe, bởi vì vay trả đó là quy luật của muôn đời. Nhưng có rất là nhiều người bằng cái trí xảo quyệt, bằng lòng tham, người ta chỉ muốn sống trên mồ hôi nước mắt, lợi dụng kẻ khác mà không bao giờ nghĩ đến chuyện rằng mình sống trên cuộc đời phải có trách nhiệm, trả vay vay trả thật là công bằng. Có như vậy đời sống của chúng ta mới an lành và mới có hạnh phúc. Theo quan điểm Phật giáo thì nhân quả là một quy luật. Đó là cái điều đã là người đệ tử Phật đã quy y Tam Bảo là phải sống tin tưởng vào luật nhân quả. Nhân là nguyên nhân, là năng lực phát động ra một việc làm, một ý nghĩ, một lời nói, một động thái nào đó, nó đều phải có cái lực phát động ra, có cái nguyên nhân. Như các vị đang ngồi đây, cái nhân là gì? Các vị muốn đến nghe pháp. Có những vị đến đây vì nghe chiều nay là quý thầy chia sẻ những món quà yêu thương. Có nguyên nhân mới đến đây ngồi, chứ không ai mà tự nhiên vô đây ngồi nhìn trời nhìn đất rồi đi về. Có người phải đến đây có lý do, có mục đích. Tôi đến nghe pháp, tôi đến được chia sẻ, được lắng nghe những điều thầy dạy để tôi sống tốt hơn. Có người đến đây khi nghe pháp được thầy chia sẻ cho những món quà yêu thương, gọi là tình thương đem đến cho nhau trong cuộc đời. Chúng ta phải có nguyên nhân, và chính vì vậy nó đưa đến cái hành động. Vì muốn nghe pháp chúng ta mới ngồi đây, mà muốn nghe pháp thì ngồi đây, đó là nhân lành. Quả an lành là được nghe pháp, biết cách sống đúng chánh pháp, sống theo trí tuệ, và như vậy chúng ta được phước báo an lành. Còn có những con người làm các cái việc xấu, ví dụ thấy người ta có của cải, mình không lao động, học tập, mình muốn cướp đoạt của cải kẻ khác là đang gieo một cái nhân xấu. Quả báo sẽ đến là tù tội, có thể đến ngay, có thể vài tháng sau, có thể vài năm sau, có thể kiếp sau. Cái quả thì sư muốn nói với các vị rằng có thể là hiện báo,
sinh báo và hậu báo, là ngay bây giờ, sau đó, hoặc là kiếp sau, vài kiếp sau, vài trăm kiếp sau. Như sư đang ngồi đây để thuyết pháp, thuyết kinh, giảng kinh cho các vị nghe. Cái nhân lành này, sư đã gieo từ rất nhiều kiếp. Cho nên, sư mới được cái duyên là các vị quý mến, thân thương, dành cho sư những nồng hậu, quan tâm, chăm sóc cho sư có nhiều sức khỏe để giảng pháp cho chúng con nghe. Sư đã gieo cái nhân giảng pháp trong nhiều kiếp, cho nên sư gặp các vị, sư không thích nói các chuyện linh tinh. Sư thích nhất là được chia sẻ những lời Đức Phật dạy, những lời đúng trong chánh pháp, đúng theo giáo pháp của Đức Như Lai, để các vị sống tốt, hành động tốt, suy nghĩ tốt, để đời sống được an lạc. Cái điều sư muốn nhất là được chia sẻ pháp thoại. Thứ hai là các vị chú tâm lắng nghe, không điện thoại, không suy nghĩ chuyện này chuyện khác, không đứng lên ngồi xuống đi ra đi vào, lăng xăng lộn xộn, mà ngồi yên chú ý lắng nghe, tiếp thu và có thể ứng dụng được một điều gì đó trong đời sống của các vị. Nhưng có những con người mở mắt ra là họ muốn gieo nhân xấu, ví dụ chửi bới, nói dối, lừa gạt. Mở mắt ra là họ nghĩ chuyện tà dâm. Một vợ một chồng chưa đủ, nghĩ đến những chuyện là lấy vợ lấy chồng của người khác, phá hoại đời sống của kẻ khác. Mở mắt ra là họ nghĩ đến chuyện sát sinh hại vật, gian tham trộm cắp. Mở mắt ra là họ nghĩ đến chuyện dối trá, bất hiếu, cờ bạc, rượu chè. Đang gieo những cái nhân xấu thì chắc chắn cái quả báo xấu nó sẽ đến, không phải hôm nay. Nhưng có những cái đến ngay hôm nay, tà dâm mà người ta bắt được thì tất nhiên xô xát xảy ra, bị truy tố nhục nhã trước pháp luật. Có khi vợ chồng phải ly dị với nhau không còn hạnh phúc. Có khi những cái sự tà dâm không ai biết. Cứ như thế, nhưng nó tích lũy nhiều năm, nhiều tháng, đến lúc nó đưa lại quả báo cô đơn trong đời sống, hoặc kiếp sống sau mình lập gia đình, người vợ, người chồng không chung thủy với mình. Đó là do quả báo nó đến sau nhiều đời. Có những chuyện nó đến ngay trong cuộc sống. Các vị gieo nhân muốn đi nghe pháp thì chiều hôm nay phải bỏ những công việc nhà, việc đồng áng, việc buôn bán, việc lợi, việc quyền. Các vị về đây nghe pháp. Cái nhân lành đó cho cái kết quả là các vị sẽ được nghe một bài pháp để hiểu nhiều hơn về quy luật trả vay, quy luật nhân quả để sống tốt hơn. Và cũng có những người họ không thiết tha trong sự nghe pháp thoại, cho nên sống cũng sống như thế, nhưng theo nếp đường xưa lối cũ mà đi, cho nên mỗi ngày gieo nhiều nhân, nhân xấu, nhân ác, và do vậy cuộc sống họ sống trong cái nỗi khổ niềm đau. Vì vậy sư nói với các vị, vay và trả là nói lên định luật nhân quả chi phối vạn sự vạn vật trong vũ trụ này, không có ngoại lệ. Đừng có nói nhân quả chỉ đến với người tại gia, còn người xuất gia thì không bị nhân quả. Đừng nói nhân quả chỉ đến người dân thường, còn vua chúa, quan lại, người cao cấp quyền hành thì không bị nhân quả. Sư xin nói với các vị là nhân quả đến với tất cả mọi con người một cách công bằng mà không loại trừ bất cứ ai. Luật nhân quả hay sự tương quan giữa nguyên nhân và kết quả, đó là cái phạm trù của nghiệp trong Phật giáo. Nghiệp là cái thói quen, là cái hành động. Mình chỉ quen làm các điều lành thì tức là lúc nào cũng gieo nhân lành thì sẽ có quả an lành. Nghiệp là cái thói quen lúc nào cũng thích làm các việc ác, lời nói ác, gieo tạo các nhân ác thì quả báo xấu ác là do nghiệp ác tích chứa theo ngày, theo tháng, theo thời gian. Ví dụ ganh tị, đố kỵ, gièm pha, nói xấu, thêm bớt. Đó là các vị gieo một cái nhân rất xấu, tạo một cái khẩu nghiệp. Và cái khẩu nghiệp đó làm cho chúng ta bị quả báo, nói người ta không tin tưởng chúng ta. Cuộc sống của chúng ta khó có an lành và hạnh phúc. Chúng ta khó mà có uy tín trong cuộc đời. Mà cuộc đời này nghèo cũng chưa chắc khổ đâu các vị, giàu cũng chưa chắc đã sướng đâu. Mà con người có uy tín, sống mọi người đặt ở người đó một cái niềm tin, quý mến, yêu thương với sự trân trọng,
bởi vì những việc làm đúng chánh pháp, có từ bi, có trí tuệ, đời sống của những con người đó rất là hạnh phúc. Như vậy, sư muốn nói mọi hành động là nhân sẽ có kết quả hay là hậu quả của nó. Tất cả mọi nhân đều đưa đến hậu quả, và mọi hậu quả đều có nguyên nhân. Cho nên trước khi giảng pháp, sư nói vì sao sư đến đây? Phải có người thỉnh mời, phải không nào? Đó. Mà nguyên nhân là phải có cái nguyên nhân như thế nào chúng ta mới có cái duyên để gặp nhau. Bất cứ cái quả nào cũng có nguyên nhân của nó. Cho nên luật nhân quả là một cái luật rất căn bản, chi phối tất cả mọi hoàn cảnh trong đời sống của chúng ta. Sau khi chúng ta nghe pháp thì cái chuyện gì xảy ra trong cuộc đời, chúng ta lập tức sẽ nhớ đến hai từ nhân quả. Bây giờ chúng ta không có nhờ thầy bói, thầy tướng, thầy số, bói quẻ, phải không nào? Chuyện này chuyện kia, mà bất cứ một chuyện gì xảy trong cuộc đời, chúng ta sẽ nhớ ngay cho sư hai từ. Đó là từ gì? Bất cứ một chuyện gì xảy ra trong đời sống của chúng ta, như ý hoặc không như ý, buồn vui, nước mắt, niềm đau, hạnh phúc hay là đau khổ, chúng ta sẽ biết nhớ đến cái quy luật của nó, đó là nhân quả. Xin chào một tràng các bạn. Và bây giờ nhớ thuộc lòng hai chữ nhân quả rồi thì không ai dạy gì mà gieo những nhân xấu ác. Ví dụ nghe pháp là phải trang nghiêm thanh tịnh, chỉ có người dại dột trong khi nghe pháp mới nói chuyện này chuyện kia, thì mình không nghe được. Mình gieo cái nhân không thanh tịnh thì đời sống mình làm sao có sự thanh tịnh? Mình ảnh hưởng đến đại chúng, mình phá đi cái gì? Cái trang nghiêm thanh tịnh chung. Mà đức chúng thì như hải. Cho nên ở nhà mình gây ra những bão táp mưa sa với vợ với chồng là đã tội rồi. Mình đến hội chúng đây, mình ồn ào, điện thoại thì reng, miệng mình thì nói chuyện, mình không quan tâm để ý đến cái sự pháp thoại hay sự thanh tịnh chung quanh, thì chúng ta đang tạo một cái ác nghiệp. Sau này chúng ta muốn nghe lời lành, không có ai nói cho nghe. Sau này chúng ta muốn đến một hội chúng an lạc, thanh tịnh, không có cơ duyên để đến. Chúng ta muốn tu tập, gặp nhiều chướng ngại. Thậm chí có những người hậu báo phải chịu câm điếc bởi vì mình phá quấy, ngăn chặn sự nghe chánh pháp của tất cả mọi con người, của đại chúng. Cho nên sư nói nghe nhân quả hay vay trả, các vị phải hết sức cẩn trọng, chánh niệm trong đời sống, chứ không có sống buông tuồng tới đâu hay tới đó. Rụ vào là lời ra, mở mắt là nghĩ tới ăn thịt chúng sinh, sát sanh hại vật, những cái chuyện chúng ta cho là niềm vui trong cuộc đời. Sư nói các vị hưởng đi, dục lạc cho thỏa mãn đi, cho sung sướng cắt căn đi, thỏa mãn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của mình đi, rồi quả báo đau khổ không ai có thể nào giúp cho mình được. Cho nên nhớ cái nhân quả là quy luật tất yếu, thì từ hôm nay trở đi làm bất cứ việc gì cũng chậm lại để suy xét đến là cái việc gì rồi cũng phải có cái quả báo của nó. Nhưng thường thì cái con người ta quan niệm là làm việc lành thì được cái phước, làm việc dữ thì bị khổ. Và người ta hay hiểu cái chữ phước có nghĩa là địa vị xã hội giàu có, uy quyền, nhà tiền muôn bạc vạn, ruộng đồng thẳng cánh cỏ bay, quần áo xên sang, ngựa xe như nước. Mình hay nghĩ đến những cái gọi là cái của cái vật chất, địa vị trong thế gian. Nhưng người làm lành được phước mà hạnh phúc nhất, đó là cái hạnh phúc về tinh thần, hạnh phúc ở trong tâm hồn. Chứ nghe phước là mình hay nghĩ đến của cải. Ở đây sư muốn nói với các vị, hãy nghĩ đến cái phước ở trong tâm hồn của chúng ta. Như các sư đi tu rồi còn cái gì nữa nào? Còn nhà, còn cửa, vợ chồng, con cái gì nữa không? Không, hy sinh hết. Đời sống đã vậy rồi còn phải thọ các giới pháp mà Đức Phật ban cho, mà nguyện đời đời kiếp kiếp vâng giữ những giới luật đó. Suốt cuộc đời không ăn sinh mạng của chúng sanh, suốt đời không bao giờ làm các việc xấu, việc ác, không sát sanh, không làm tổn hại đến sinh mạng.
không có lấy của không cho, dù cho một cọng cỏ cây kim, người ta không cho cũng không lấy. Trọn đời phải giữ tròn các giới pháp, đã vậy rồi là hy sinh những cái sự hưởng thụ trên cuộc đời. Mình bà con, mình nông dân thì cũng không có cái gì là cao sang, nhưng mà cái đời sống này khi con người ta có tiền đó, người ta hưởng thụ ghê gớm lắm. Mà người ta không biết rằng cái sự hưởng thụ đó, cái cười, cái sướng hả hê đó, đó là trong nhà lửa, rồi sẽ chết, là con đường đi đến địa ngục, ngạ quỷ súc sanh không có lâu. Vì vậy, chúng ta sống trong cảnh đơn sơ, đạm bạc, mà chúng ta tin sâu vào nhân quả, làm lành, lánh dữ, chúng ta sẽ được những cái sự an lạc trong đời sống tinh thần của chúng ta. Mà sư nghĩ rằng, mâm cao cỗ đầy làm chi, mà trong nhà đầy những sự mâu thuẫn, xích mích, bất hiếu và đau khổ. Ăn cơm đạm bạc, muối dưa, qua buổi, mà yêu thương nhau, trân trọng nhau, mà biết làm những điều phải, điều tốt đẹp trong cuộc đời. Cái đời sống hạnh phúc về tinh thần đó giá trị gấp triệu lần những người có đời sống vật chất, mà tâm trí luôn luôn bị dằn vặt bởi các nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Cho nên nghe tới là làm lành được phước thì các vị đừng nghĩ làm lành để được giàu có. Trước hết là mình không có bị dày vò về đời sống gì? Tinh thần. Mình ngủ ngon, tòa án lương tâm không bao giờ mở ra để kết tội mình, để dày xéo mình và làm cho mình đau khổ. Cho nên mình sống những cái nếp nhà đơn sơ, phải không nào? Và cánh đồng trông như thế nhưng mà rất là gần gũi với cuộc đời, với thiên nhiên, mà chúng ta không có vay những cái món nợ ác nghiệp với cuộc đời, chúng ta hạnh phúc hơn. Cho nên sư nghĩ cái phước của chúng ta là phước báo về mặt tinh thần, chúng ta nên chú trọng. Đừng nghĩ rằng phải gieo cái nhân gì để được giàu có, gieo cái nhân gì để được cái này, được cái kia, để hưởng thụ mặt này mặt nọ. Dù là phước báo về vật chất rất là quan trọng, nhưng con người ta không chú trọng sự tu tập, chuyển hóa các nghiệp chướng, thì con người ta có những sự thụ hưởng về vật chất nhưng không có được sự an lành, thánh thiện. Giống như là ăn nông dân rất là hạnh phúc, ngã mình trên liếp cỏ ngủ ngon lành, không nợ, không nần, không có bị cuộc đời ai mà phải lên án vì bất cứ cái tội ác hay nghiệp ác gì. Cho nên là cổ đức dạy chúng ta, dục tri quá khứ sự, kim sinh thọ giả thị, dục tri vị lai sự, kim sinh tố giả thị. Nghĩa là muốn biết chuyện quá khứ thì nhìn cái phước báo đời nay là biết đời trước ta ra sao. Muốn biết chuyện vị lai, nhìn đời sống của chúng ta hôm nay sẽ biết ngày mai ta như thế nào. Nghe có được không? Ngồi các vị nghe pháp mà mỉm cười hạnh phúc, mặc dù con không có danh sách lắm quà, nhưng con nghe pháp con rất hạnh phúc, là mình đã gieo nhân đối với chánh pháp từ lâu lắm. Cho nên bây giờ nghe pháp là thấy vui, nghe pháp là hạnh phúc. Có các Phật tử đi từ Hà Nội ra tới đây để mà được nghe pháp, chứ đường xa 250 cây số, phải không nào? Đường xá thì nói chung không phải là dằn sóc, giống như là đi đường cũng phải có hố gà, hố voi gì đó. Nhưng mà con người ta rất là hạnh phúc, bởi vì là người ta đến đây trải qua từng đó đoạn đường có sao đâu. Cái giá của nó là được nghe pháp. Muốn có cái tâm được như vậy, con người ta phải gieo nhân đối với chánh pháp các vị ơi, chứ không phải nói rằng đến chùa là nghe pháp đâu. Có người đến chùa mà đi vòng vòng ở ngoài á, để làm gì? Thích làm cái người quan trọng nhưng mà không có nghe pháp. Thích làm cái người là ai cũng phải biết mình nhưng mà không biết Đức Phật dạy cái gì. Là bởi vì họ đâu có gieo nhân đối với chánh pháp đâu mà nghe pháp. Cho nên sư muốn nói rằng, muốn biết chuyện quá khứ hãy nhìn phước báo đời này. Thế là có những người có dư của ăn của để, rồi còn có dư đi bố thí giúp cho người nghèo, làm nhà tình thương, làm cầu, làm đường, xây trường học, làm nhiều cái công trình phúc lợi cho xã hội, mà càng làm lại càng có phước báo để làm. Có những con người cái mái nhà không có tươm tất để mà ở,
Hôm qua sư đi ra giảng ở Phú Yên, tối hôm qua sư mới về tới thành phố Hồ Chí Minh, rồi sáng nay đáp máy bay đi ra đây. Thì tối hôm nay hôm qua ở Phú Yên đó, là trên đường đi thuyết pháp mà đi ra phi trường đó, đường xá như vậy, nhà cửa đẹp đẽ như vậy, vẫn có những cái mái nhà chỉ làm bằng mấy cái tấm bao với mấy cái tấm tôn rắc, và có những cái gia đình sống túm tụm ở trong đó. Mặc dù ở Phú Yên cũng không khác gì Thanh Hóa đâu, đất thì rộng, người thì thưa đó, nhưng mà không phải vì như vậy. Nhất là Thanh Hóa là một cái nơi, một cái tỉnh mà có rất nhiều hộ nghèo và hộ rất nghèo. Cho nhắc tới từ thiện là sư nghĩ tới Thanh Hóa, rất là nhiều người nghèo. Vậy mình nghĩ cái nhân gì mà mình nghèo? Phải biết cái nhân. Hôm nay mình mặc áo tràng đi nghe pháp, nhà mình không có đói, cũng có cơm ăn ngày ba bữa, thế là mình cũng hạnh phúc rồi. Nhưng cũng có rất là nhiều người khó khăn. Sư không bao giờ quên cái chuyến từ thiện đầu tiên đến cái gia đình nghèo đó. Hai ông bà, chồng thì rất là già, vợ thì bệnh tật đó, như là gần như là bị lẫn mà. Rồi cho một cái sổ tiết kiệm 20 triệu đồng. Lần sau ra thì bà đã chết rồi, lấy cái sổ tiết kiệm đó lo đám tang cho bà. Nhân quả lắm. Nó đâu có hưởng được gì đâu. Đem ra để mà một có một cái số tiền nhỏ nhỏ mà đâu đã hưởng gì được. Thế là chết. Thì số tiền đó chỉ là mai táng thôi. Rồi cho một số tiền để làm cái nhà, thì vay đầu này đầu kia để cái nhà nó tươm tất hơn. Cho nên có cái nhà tử tế vẫn là đời sống nợ nần. Sư cho 40-50 triệu không đủ xây cái nhà, lại vay thêm 40-50 triệu. Mà làm cái gì để có trả? Cho nên có cái nhà tươm tất lại mắc nợ. Cũng là cái kiếp nghèo đi đến xứ Mô cũng nghèo. Là sao? Là do cái nhân. Cái nhân mình sống á, là không có mở tấm lòng. Bón sẻn keo kiệt lại còn trộm cắp, sát sinh hại vật lại còn bất hiếu. Thấy người khác cho mình còn ghen ghét. Mình không có, người khác có, mình chỉ muốn lấy cướp đoạt của người. Hoặc sống không có, có niềm vui. Mình mà không hơn người ta, mình không vui. Chính vì những cái nhân đó, nó chiêu cảm lấy một cái quả báo. Kiếp này được làm người, nhưng mà không có được đầy đủ, dư giả, trù phú về cái mặt vật chất. Cho nên là đi đến Thanh Hóa, nơi đâu có ngôi chùa, tổ chức đạo tràng thuyết pháp, Phật tử về nghe pháp, để tự chuyển hóa đời sống, thay đổi vận mệnh của chính mình. Sư rất là tán thán, rất là cảm động, và xin cho một tràng pháo tay cảm ơn đạo tràng. Bây giờ nói nghèo rồi cứ trời đất ơi tôi nghèo rồi, cứ kiếp sau cho tôi hết nghèo, không được đâu. Phải chuyển từ cái tâm. Chứ bây giờ nghèo là mình ra mình ngồi giơ tay giữa trời, có cục vàng nào rớt xuống tay đâu. Làm sao mà có cục vàng? Muốn có, mình phải gieo nhân tích đức bằng cách là sống cho tử tế. Giờ mình không có tiền bạc để bố thí, phải không nào? Nhưng mà mình phải gieo nhân sống cho tử tế. Mình đừng có trộm cắp của kẻ khác, đừng có nói xấu kẻ khác, đừng có sát sinh hại vật, giết chóc quá nhiều để gọi là cái thỏa mãn cái chuyện ăn uống của mình. Mình phải sống tốt nhiều hơn, làm thiện nhiều hơn. Nó phải gieo nhân chứ. Hôm nay mình sống như thế nào để biết ngày mai có khá hơn không, có thay đổi hơn không? Chứ có phải mà đi ra đi vô mà mai nó khá được. Mà nhìn cái người khác, người có trí tuệ, thông minh, làm cái gì cũng được, là biết cái nhân đời trước họ đã làm quá nhiều công đức lành, đời sống người ta đã bố thí cúng dường, giúp đỡ biết bao nhiêu con người bất hạnh, và người ta hạnh phúc với cái việc người ta làm. Người ta tu nhân tích đức, tu tâm dưỡng tánh, ta làm những cái việc làm ta không có kể. Trời ơi, làm được một chút là kể mấy năm không bao giờ quên. Làm một chút là bắt người ta phải đền ơn, không đền ơn thì liếc là xéo, là nhắc đi nhắc lại, nghe chưa nào. Mà đó, cuộc đời này thi ơn bất cầu báo, làm cái được gì thì làm, quên đi, chứ đừng có mong làm rồi người ta phải đền đáp cho mình. Đừng có sống cái cách là bắn ít đi là bắn quy phải trở lại, đã chưa nào. Miếng bánh trưng mà đi ra rồi phải có miếng thịt đi lại. Sống cái cách đó là chúng ta không bao giờ có được phước báo trong đời sống đâu. Hãy cho nhiều hơn, nghĩ đến cái việc nhận cho mình. Sư nói như vậy nghe được không ạ? Chúng ta quy y Phật, đấng phước trí vẹn toàn. Mình là có cha có mẹ, mình về chùa quy y nữa,
quy là nương theo Phật, mà Phật là đấng phước trí vẹn toàn, bậc thầy mà phước trí của Ngài là trên trời dưới đất không ai có thể sánh được như Ngài, mười phương không ai sánh được như Phật. Cho mình quy y một cái bậc giác ngộ rất là xứng đáng làm thầy của mình. Nhưng mà mình phải nghĩ là Ngài tu cái nhân như thế nào mà bây giờ phước của Ngài vẹn toàn, trí của Ngài vẹn toàn, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, trí tuệ vằng vặc như trăng soi như thế. Còn mình á, sư giảng 10 câu có người không hiểu một câu, nghe hay thế chả hiểu gì hết, là vì có trí tuệ đâu. Cái đầu á, suốt ngày tính chuyện tiền bạc, rồi ăn, ăn rồi ngủ, rồi gì nữa, rồi chửi bới. Cho nên tiếp tục vay những món nợ chồng chất trong cuộc đời. Chúng ta nhìn Phật và những cái bậc đáng kính, đáng tôn quý trong cuộc sống, chúng ta đừng có nghĩ rằng trời ơi chừng nào tôi mới được như thế. Mình phải tu, mình phải sửa. Mình thì vay thì quá nhiều, nợ quá nhiều mà không muốn trả. Có cái con người nào mà mắc nợ mà hạnh phúc đâu. Cho nên đời có vay có trả thì chúng ta hãy thận trọng trong những món nợ mà mình muốn vay. Và theo như sư nghĩ, nghe pháp rồi chuyển hóa đời sống, cho được bao nhiêu thì cho, giúp được bao nhiêu thì giúp, tri túc thường lạc, biết đủ là vui. Đừng có bốc xác, hốt trộm cắp đem về cho mình. Những cái món nợ đó nó sẽ làm cho chúng ta trả từ đời này sang đời khác, khổ đau từ kiếp sống này đến kiếp sống khác. Do đó, điều quan trọng, sư đi đến đâu cũng có thấy người Thanh Hóa lập nghiệp. Hỏi em ở đâu, nói em quê Thanh Hóa, là sư đã rất thương, vì sư đã từng ra Thanh Hóa rất nhiều. Và sư có rất là nhiều người Phật tử tín tâm, ăn chay trường, làm việc phước. Sư quý đất Thanh Hóa lắm. Nhưng sư muốn nói với các vị, quý vị là người Thanh Hóa bỏ quê hương, đi rất là nhiều nơi, ở trong Nam, đó, lập nghiệp chỗ này chỗ khác. Thì sư muốn nói rằng, chưa chắc lập nghiệp nơi phương xa mà đã khá. Muốn đời sống khá là phải biết sống, tu nhân tích đức. Từ lời nói, ý nghĩ, việc làm. Chứ nói kiếp sau trời cho con khá khá rồi con làm việc phước. Không phải như vậy. Mà tu từ bây giờ đi. Ai làm cái điều gì trái ý nghịch lòng, sư xin nói nhỏ, hay chửi, mình hay chửi người ta, hay móc, hay mỉa, hay nói lòng đau lòng thắt ruột. Nói mỉa mai là nhiều khi nghe về mất ăn mất ngủ luôn. Tức là lời nói có con dao ở trong đó. Như vậy là chưa có tu. Tu là phải hỷ xả, phải tha thứ. Người ta nói bao nhiêu câu mình yên lặng là vì mình biết tu. Và mình không có thích vay trả trong một cái phạm vi đau khổ, mà mình muốn vay trả trong những vấn đề an lạc. Sư vay các vị một ly nước uống đây. Sư đang ngồi trên ghế ở đây có hoa đẹp này. Phải không nào? Các vị rước sư ra đây, đất trời không nắng không mưa, sư mắc nợ đất Thanh Hóa, bữa cơm, chỗ ngủ, chỗ ăn. Nhưng mà sư đền đáp lại là sư chia sẻ Phật Pháp, những giáo lý, niềm tin vào chánh Pháp, vào nhân quả, và lòng sư nhẹ nhõm. Sư bước chân lên máy bay, sư vào Nam, sư không có nợ nần gì hết. Trời. Tại vì sư có bao giờ mà vay cái điều gì để ích kỷ, để cho mình, để làm chuyện vô ích cho mình. Cho nên nhiều các bạn trẻ có chút tiền nghĩ đến du lịch, mà không biết rằng cái tiền đó là vô số, là mồ hôi nước mắt của chúng sanh. Các bạn trẻ có chút tiền là phải nghĩ đến chuyện làm công đức, mua món quà nhỏ cho mẹ, mua cái khăn ấm cho cha, làm được một chút việc thiện lành để cái phước đó các vị hưởng. Còn mới có chút tiền nó bắt đầu kéo nhau đi ăn, đi nhậu. Phải không nào? Thịt chó, thịt cầy gì làm đủ hết. 30 tuổi đã mắc bệnh, nan y. Rồi gì nữa? Cuộc sống xa vào rượu chè hút sắt, không thấy mùa xuân. Cha mẹ sinh ra nuôi mình khôn lớn, chẳng có báo đáp được gì. Trái lại là trở thành nỗi đau khổ, món nợ lớn cho cha mẹ. Đừng nghĩ là mình hưởng trong cuộc đời là hạnh phúc, mà tạo các phước lành, tạo các công đức lành là hạnh phúc cho đời sống của chúng ta. Cho nên điều quan trọng là phải hiểu thật rõ, nắm thật vững giờ phút của hiện tại, tức là chúng ta đang nắm được lý nhân quả của ba đời.
Mình đang ngồi đây là biết quá khứ mình như thế nào. Có người ngồi rất là an lạc, muốn sư nói bao nhiêu cũng nghe hết, hạnh phúc lắm. Có người thì rên xiết ở trong lòng, nói cái gì mà dài thế không biết nữa, tại vì có nghe được đâu. Chúng ta ngồi ở đây nè là nắm vững cả lý nhân quả của ba đời rồi, khỏi đi tìm quá khứ. Đi truy tìm quá khứ làm gì? Rồi biết trước vị lai để làm gì? Hãy biết ngay cái hiện tại này nè, là con đang nghe pháp, miệng con là thanh tịnh, thân con không làm ác, ý con không nghĩ ác, miệng con không nói lời ác. Hiện tại là con đang gieo các nhân lành đây, thì chắc chắn là chúng ta sẽ được cái phước báo an lành của cái sự tu tập ngay trong giờ phút này. Rồi cứ như thế mà chúng ta giờ này qua giờ khác mà tích lũy các công đức lành như thế. Chứ đừng có nói ngày mai giàu không, kiếp trước tôi ra sao, kiếp trước tôi công chúa ở dưới thủy cung, hay là kẻ ăn mày, hay tiên, hay sư tử, hay cọp vằn, beo gấu. Nghĩ cái đó làm gì? Hãy nghĩ ngay bây giờ là tôi đang làm gì đây? Vì chính cái giây phút hiện tại này, nó trả lời quá khứ, các con là ai và ngày mai con sẽ ra sao. Phải nghe sư giảng rồi cái là mình tính chiều nay về xử nó, bây giờ không xử nữa. Không xử nữa tại vì là mình không thể nào đi tích lũy ác nghiệp cho mình. Tại vì là chiến tranh sẽ tích lũy chiến tranh, chửi bới sẽ kết lũy hận thù, thắng cũng đau khổ mà thua lại càng khổ đau. Cho nên tôi ngồi đây nghe pháp, chứ tôi về tối nay là tôi sẽ làm bà xã một trận và bà vợ đấy. Không biết là làm hao tổn gì của ông. Ông ngồi đây mà ông chờ cho hết thời pháp, rồi ông sẽ về ông nói chuyện với bà, xử bà một trận, nghe chưa? Nhưng mà mình nghe pháp rồi thì tính xử á, tính nói lời nặng, lời nhẹ, lời cao, lời thấp. Mình về, mình nói bà ơi, bà có khỏe không? Bà nấu cơm cho tôi đấy à? Có phải như vậy không? À. Thế hồi sáng tôi lỡ làm vỡ cái bình cổ của ông, tôi tưởng là ông giận tôi lắm. Nói tôi cũng tính về, tôi nói nặng nhẹ bà đấy. Nhưng tôi nghe sư giảng rồi, phải không nào? Vạn pháp thì vô thường. Nó có thì phải có lúc nó vỡ chứ. Nó không vỡ rồi cái người làm sành sứ lấy cái gì mà sống? Cho người ta sống với chứ. Nó vỡ mới đi mua cái mới chứ. Đời nó vô thường, nó mất thì thôi, nhưng mà đừng có đem đi đập, đừng có phá, đừng có hoang phí. Hoang phí là tội lỗi, quả báo là nghèo đói. Chắc trong chúng ta cũng có những con người kiếp sống trước là hoang phí lắm đây. Cho nên bây giờ là có người thì là người ăn không hết và người lần không ra. Cái người lần không ra là bởi vì mình đã có gieo những cái nhân phí phạm, hoang phí, cho nên bây giờ phải nghèo. Nhưng mà còn cái gì mà nó lỡ rồi, nó đã mất rồi, thì ngồi đây nghiến, chửi bới nhau làm gì, vay thêm cái khẩu nghiệp chồng chất trong kiếp sống. Là nói cái đời sống nó công bằng lắm, phải không nào? Mình nói lời hay, mình sẽ được lại phước báo hay. Mình nói lời ác, nó trả lại cho mình những quả báo ác độc, đau khổ trong cuộc đời. Sư nói quá là dễ hiểu thôi đó. Các vị nghe có được không? Hiện tại mà gặp vận may mắn trong làm ăn, hạnh phúc trong đời sống là do quá khứ đã tạo các nhân lành. Chứ không có phải là ông bà nhà bà linh thế chết rồi phù hộ con cháu. Còn ông bà nhà tôi chết không phù hộ gì hết, nhà tôi cứ nghèo cứ khổ. Sư xin thưa không có ông bà nào phù hộ những cái chuyện đấy hết. Tất cả là nhân quả của chúng ta. Ông bà chết rồi thì ông bà cũng phải đi tìm cái nơi mà an lạc cát tường mà ông bà về. Ông bà mà sống gieo nhân ác, ông bà cũng ở dưới 9 tầng địa ngục kia kìa. Ông bà trả hộ gì cho mình được đâu. Các vị đừng có nói cái nhà bà đấy, cái bàn thờ to quá cho nên ông bà phù hộ. Sư xin thưa với các vị là không có ông bà nào chết mà phù hộ. Nếu mà chúng ta không tự thân tạo các nhân lành, tích các công đức, tu tâm sửa tánh cho chính chúng ta. Được không ạ? Nói như vậy không phải là ông bà chết, người đã mất mình không coi ra gì. Truyền thống Việt Nam là rất là quý trọng nhân nghĩa. Người sống cũng như người chết mình luôn luôn tôn quý. Có người tiền bối mới có chúng ta. Nhưng đó là thể hiện cái lòng biết ơn, cái người sống có nhân có nghĩa. Chứ không phải là làm gà làm vịt cúng, thắp nhang khấn vái xì sụp để ông để bà phù hộ cái này cái kia.
Sư xin nói các vị, càng cúng thịt chúng sanh trên bàn thờ là càng kết nghiệp ở trong gia đình. Càng cúng vịt, gà, heo, qué ở trên bàn thờ là trong gia đình càng thêm nặng nghiệp. Chửi nhau, cãi nhau, làm ăn thất bại. Tại vì sao? Bởi vì nghiệp sát không bao giờ đem lại an lành và hạnh phúc. Sư là hay nói thật, lời thật thì có mất lòng. Xin các vị thông cảm cho sư. A Di Đà. Các vị muốn ăn thì ra chợ mua ăn, đừng có đổ thừa cúng kiến rồi bê lên ông bà ở cõi nào mà về ăn cái đấy, thưa các vị. Ông bà mong chúng ta tu hành để ông bà được nhẹ nhàng. Chúng ta người chết luôn mong người sống tu tập để hồi hướng công đức. Cái nhận là nhận công đức, chứ không ăn được, không uống được. Chúng ta cúng kiến, đó là truyền thống hiếu lễ của dân tộc Việt Nam thôi, chứ không ai ăn đâu. Chúng ta cúng, chúng ta ăn lấy, không ai ăn. Mà chúng ta muốn hồi hướng cho người chết thì chúng ta phải tạo dựng công đức lành. Rất là đơn giản như thế thôi. Công đức lành là gì? Không sát sinh hại vật, không trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc, không bất hiếu, không làm các cái việc trái khuấy, đau khổ cho người, cho đời, cho gia đình, cho xã hội. Cho nên chúng ta hãy nhớ rằng có vận may thì cũng do quá khứ làm lành. Đến ngày đến giờ thì vận may nó đến, chứ không có do cúng bái gì mà có vận may. Vận không may cũng do chính trong quá khứ gieo quá nhiều nhân ác, hiện tại lại lười biếng tiếp tục làm ác. Trên đời sống chúng ta không có lối thoát. Con người ta phải luôn luôn chuyển hóa, vận mệnh thay đổi từ tâm, từ thân, từ việc làm, từ ý nghĩ của chúng ta. Chứ không có vận mệnh thay đổi bởi sự cúng kiến, bởi các thủ tục mê tín dị đoan. Có những việc rất khó nhận biết và làm cho người ta không tin nhân quả báo ứng là bởi vì chúng ta làm mà quả báo nó không đến ngay. Chúng ta giết gà ăn thì cứ thấy ngon cái đã, chưa thấy quả báo, cho nên chúng ta cứ làm đó, bởi vì cái quả báo nó không đến ngay. Có những cái tấp báo làm ác là có chuyện xấu, chuyện ác đến với mình ngay trong cái thời gian hiện tại. Tấp báo đi ăn cắp ở nhà, lửa cháy sập không còn gì hết. Nó đi trộm cắp ở nhà nó cháy hết, nó đi tà dâm ở nhà nó vợ nó ngoại tình. Tấp báo mình làm xấu ác thì ở nhà diễn ra những chuyện y như thế. Mình đánh đập con người ta, ở nhà con mình nó làm những cái chuyện gì? Những chuyện vô lễ, vô giáo dục với bà con lối xóm, bị mọi người nguyền rủa, nó đến ngay cho mình thấy. Có những cái trong vòng tròn nhân quả thì gieo nhân chưa có quả đến ngay, thấy chưa nào? Có nhanh, có chậm, có khi vay mai trả ngay, có khi vay các vị để vài tháng, có người hứa một tháng mà một năm sau chưa trả. Tại vì sao? Vì chưa có tiền. Có người hứa một tháng mà ba năm sau chưa trả. Vì sao? Vì muốn ăn quỵt nợ. Có nhiều lý do để chúng ta không trả nợ. Thì nhân quả cũng vậy. Chúng ta gieo nhân, quả đến ngay hay từ từ mới đến cũng do nhiều cái nhân để cái quả đó chín sớm hay là chín muộn, thọ quả báo sớm hay muộn. Cho nên mình thấy làm ác mà chưa có chuyện gì xảy ra, xin các vị đừng có vội yên tâm, mà biết rằng quả báo nó đang ẩn nấp ở trong tâm, trong nghiệp, để rồi từ từ nó nở ra, nó chín, rồi chúng ta phải thọ nhận tất cả những ác báo đó. Luật nhân quả không bao giờ quên hay bỏ sót bất cứ ai. Vì vậy, đời có vay có trả, chúng ta hãy tích thiện để tùng thiện. Mình vay điều thiện, mình được điều thiện. Mình vay điều ác, mình phải chấp nhận điều ác. Tích thiện thì tùng thiện, tích ác thì phùng ác. Làm ác thì gặp chuyện ác, làm thiện sẽ gặp chuyện thiện. Đó, ý niệm về tu nhân tích đức rất là phổ biến đối với truyền thống người Việt Nam chúng ta. Đã tu thì phải tu đức. Không thể có đời sống nhân bản mà lại không có đạo đức. Nợ tăng bồng, vay trả, trả vay. Chúng ta vay trả nợ tình thương cho nhau, chúng ta thiếu tình thương, trả tình thương, đem tình thương đi vun đắp, xây dựng cuộc đời mới làm tốt đạo đẹp đời. Chứ không thể đem cái ác
cái xấu, cái quấy, cái khổ đau để xây dựng cuộc đời. Chúng ta đem cái gì vào cuộc đời này, chúng ta sẽ đón nhận cái đó mà lúc nào nó cũng nhiều hơn. Chứ không bao giờ mà gieo một mà nhận một, mà gieo một luôn luôn nhận mười. Giống như chúng ta trồng một cái hạt mà trái thì sai rất là nhiều. Tức là gieo đi rồi quả sẽ đến rất nhiều. Trong kinh Phật có thuyết tam thời báo, tức là hiện báo, sinh báo, hậu báo. Hiện báo tức là hiện thế báo, là báo ứng ngay trong hiện tại. Chúng ta nghe pháp chiều hôm nay an lạc, báo ứng ngay trong hiện tại. Nghe pháp là an lạc, chẳng lẽ nghe pháp về mà lại khổ đâu. Cho nên cái nhân nghe pháp là chút nữa ra ai cũng nhẹ nhàng, sảng khoái hết, thì cái kết quả đến ngay. Đấy chưa nào, gọi là ngay cái hiện báo chúng ta có ngay. Sinh báo là chỉ là kiếp này làm, kiếp sau mới có báo, tức là phải qua một đời sống khác mới trả quả báo. Ví dụ người đàn ông ngoại tình, kiếp sau bà vợ nào cũng không chung thủy với ông hết. Là vì kiếp này ông gieo cái nhân tà dâm, thì cái bà vợ này bà rất hiền, bà không biết ông làm cái gì cả, thì rất là an toàn, mà đi đêm về hôm mà ăn chả ăn nem, phải không nào? Nhưng kiếp sau ông lấy bà vợ một ngoại tình, bà vợ hai ngoại tình, bà vợ ba phản bội, bà vợ bốn cho ông cô đơn luôn. Ủa sao kỳ vậy? Sao đời tôi khổ thế? Vì đâu có cái Phật nhãn để mà nhìn thấy cái quá khứ kiếp mình đã gieo cái nhân gì. Cho nên cái sinh báo là việc kiếp này mà kiếp sau chịu quả báo. Cũng như sư nói chúng ta vùng đất Thanh Hóa có nhiều người nghèo là bởi vì kiếp trước chúng ta không có biết mở tấm lòng, không bố thí, bọn sẻ nè, keo kiệt nè, ăn cắp nè, vân vân, quả báo bây giờ khó khăn, nghèo nàn. Nhìn hôm nay để biết kiếp xưa mà. Còn hậu báo là nói kiếp này làm đủ loại nghiệp thì không bị hiện thế báo, cũng không bị sinh báo, mà trải qua rất nhiều kiếp mới chịu quả báo. Tức là kiếp này không bị, kiếp sau chưa, nhưng mà nhiều kiếp sau sẽ bị. Cho nên cái quả báo chúng ta không thể trả lời ngay trong hôm nay, nhưng chúng ta cần phải hiểu nó tam thời báo. Ví dụ như mình trồng cây vào mùa xuân, mùa thu ra hoa kết quả là hiện báo. Trồng cái là 3 tháng sau có rồi, lúa nè. Gieo vụ cái rồi 3 tháng sau mình gặp, đó là hiện báo. Trồng là có ăn. Có loại cây là trồng mà sang năm mới ra hoa kết quả. Có loại cây trồng 3 năm mới có quả. Thấy chưa nào? Đó là sinh báo, nó không có ngay. Còn loại cây trồng phải đợi nhiều năm sau, có khi cả trăm năm sau hay là triệu năm sau, như là hoa gì? Hoa u đà, ngàn ngàn năm mới nở một lần. Cái điều đó không thể nói được. Cho nên chúng ta đừng có nói sao con tu quá, con đi niệm Phật tụng kinh, con cũng góp với thầy từ thiện mà con vẫn khổ. Là bởi vì sao? Chúng ta mới làm con chút à, mà nợ của kiếp trước á, các vị là gieo cái nghiệp nợ như sông như biển, như biển rộng như núi cao, là thấy nợ của các vị không? Giờ làm có vài giọt như mấy hạt cát ở trên sa mạc mà đòi sung sướng làm sao được. Cho nên phải tiếp tục tu tập để chuyển hóa nghiệp trước, đúng không các vị? Cho nên cổ đức dạy chúng ta hành tàng hư thực tự gia tri, họa phúc nhân do canh vấn thủy, thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chích tranh lai tạo giữ lai trì. Có nghĩa là các việc làm dù minh bạch hay bí ẩn, hư thực tự mình biết. Mình là biết rõ mình nhất. Mình biết mình tốt, mình xấu là mình biết mình rõ nhất, không ai biết bằng mình. Họa phước từ đó mà ra, đừng có hỏi ai. Mình sướng hay mình khổ, mình phải tự biết mình. Mình gieo cái nhân gì mà mình khổ, mình phải tự biết. Còn người không biết là bởi vì là chưa có trí tuệ. Cứ sống như một cái máy vậy thôi. Mở máy chế dầu vô, rồi dầu xăng chế vô, quay. Hết dầu là ngưng lại chế dầu vô, quay đến khi cái máy nó hư liệu luôn. Còn cái con người tu tập là phải biết suy tư tại sao mình khổ, tại sao mình thành công, tại sao mình hạnh phúc, tại sao con mình thi đâu đỗ đó. Mình phải biết cái nhân, tại sao con mình thi đâu rớt đó, là nó đều có cái nhân hết.
Khi con người ta học, mình ganh ghét, mình ngăn cản. Bây giờ con mình học đi đâu rớt đó. Con người ta học, mình gieo nhân, mình cho học bổng, mình xây trường học, làm thư viện, bố thí sách vở, vân vân. Thì tự nhiên cái phước báo trí tuệ nó trở lại với con của mình. Cái gì nó cũng có nhân và có quả. Ích kỷ quá làm sao nói được. Các việc làm minh bạch hay bí ẩn, hư thực tự mình biết, họa phước cũng từ đó mà ra, khỏi cần hỏi ai. Người tu có trí tuệ không có thắc mắc nhiều. Người không biết cái gì cũng hỏi, càng trả lời càng không biết. Thiện ác cuối cùng rồi cũng có báo ứng, chỉ đến sớm hay muộn mà thôi. Thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chích tranh lai tạo giữ lai trì. Thiện ác cuối cùng đều có cái báo ứng trở lại, phước báo hoặc quả báo. Vấn đề là đến nhanh hay là đến chậm. Cho nên người nghe pháp vậy mà không chịu tu nhân tích đức làm thiện thì cái duyên của mình quá dại rồi. Và coi như con người mình không sợ địa ngục, không sợ ngạ quỷ, thích làm súc sinh, cho nên mình cứ gieo các nghiệp xấu và nghiệp ác. Từ suy nghĩ và hành động hay lời nói, kết quả đến ngay, có khi có thời gian tính bằng tháng, bằng năm, bằng kiếp sống. Đó, bây giờ sư kể cho các vị nghe một cái câu chuyện. Chuyện có thật, tức là cái ông đó đã trải qua 40 năm qua kể từ khi ông bắt đầu cái sự nghiệp của ông á. Trong khoảng thời gian đó, ông đã chứng kiến sự thăng trầm của rất là nhiều con người, tức là không phải bé như các cháu bé. Cái người ở một cái tuổi lớn rồi là người ta có kinh nghiệm, và người ta gì? Chứng kiến sự thăng trầm của cuộc đời và của nhiều người. Chúng ta cũng cứ chứng kiến thăng trầm của nhiều người lắm chứ. Người nào hôm qua là ngồi trên quyền cao chức trọng, hôm nay đã bị truy tố trước pháp luật, là thăng rồi trầm. Người hôm qua là nhà cao cửa rộng, hôm sau, vài năm sau, bị là tịch biên tài sản. Người hôm nay là quần áo xe cộ xinh sang, rồi cũng có lúc nợ nần chồng chất đi ăn mày. Chúng ta trong đời sống mình có những cái kinh nghiệm đó. Có đúng như vậy không ạ? Nếu nhìn một quá trình 30 năm đến 40 năm, thì thấy rằng tất cả đều rất đúng với luật nhân quả. Đây, cái ông này ông tâm sự như thế. Ông có 40 năm bắt đầu sự nghiệp. Bây giờ nhìn lại, ông thấy ai thăng ai trầm đều đúng với nhân quả hết. Chứ không có ai mà tại sao mà nó giàu thế hay tại sao mà nó nghèo thế. Ông nói bây giờ thì tất cả là nhân quả hết. Ông thấy quá rõ. Ông nói như vậy. Nếu mà xem xét sự vật trong cả một quá trình dài, có nhiều người cảm thấy tiếc nuối bởi vì không sống thành thật, không làm thiện nghiệp, cho nên cuối cùng đã đến tuổi già đến rơi rồi, toàn gặp chuyện buồn bất hạnh. Cũng có những người làm ác, sống vô trách nhiệm, thất bại, ông cũng thấy rất là rõ. Cho nên trong thực tế, có những người làm việc xấu mà lại thành công, người nỗ lực làm việc thiện thì lại thất bại hay gặp chuyện chẳng lành. Mình đừng có thắc mắc, bởi vì nhân quả là nó nhiều, nhiều đời. Người ta thành công là vì cái nhân gì người ta gieo trong kiếp sống trước. Cho nên ông bất hiếu, ông chửi bới, ông ngoại tình, ông buôn lậu, ông vẫn giàu là bởi vì cái nhân ông gieo ở trong đời trước. Đó là sư chưa nói rằng cái giàu đó là được mấy năm nữa kia. Các vị thấy thiên hạ giàu lật đật mơ, ước gì tôi giàu như thế. Khoan đã các vị, hãy xem hắn ta giàu được bao lâu, hay là giàu đấy rồi lại trắng mắt vào tù ngồi. Hãy tin chính mình, chứ mình đừng có nhìn ai và bắt chiếc ai. Các vị nên nhớ điều đó. Thời gian trôi qua, mọi thứ dần dần thay đổi. Người ta học được một bài học, nhân nào quả ấy, chính xác một cách đáng sợ. Là cái ông này ông tâm sự với chúng ta như thế. Cách đây vài năm, Kyocera đã giúp đỡ công ty công nghiệp Mita, là làm những cái hãng sản xuất tại Nhật. Cái công ty Kyocera giúp cái công ty Mita. Đây là cái hãng sản xuất máy photocopy. Cái hãng Mita nó đang rơi vào tình trạng phá sản. Sau khi lập ra công ty mới, thì cái công ty Kyocera mới đưa ra, mới giúp đỡ công ty Mita lập cái công ty mới, làm cho Mita không có bị phá sản. Và công ty mới ra đời mang tên
Kyocera Mita, tức là hai công ty sáp nhập vào làm một. Và cái người tâm sự đó là chính ông ta là người tiến hành tái thiết cái công ty Mita đó. Một thời gian sau, kết quả kinh doanh được cải thiện, cái món nợ khổng lồ tưởng rằng không bao giờ trả được, nhưng mà dần dần đã trả được. Sớm hơn rất là nhiều so với dự tính, tưởng rằng 10 năm sau mới có thể trả được món nợ. Nhưng khi cái ông này lên tái thiết, thì với cái tấm lòng nhân hậu và không muốn cái công ty Mita kia nó sập đổ, bao nhiêu công nhân chết đói, ông đưa tay ra, ông cứu lấy cái công ty Mita, tức là ông cứu lấy đời sống công nhân. Thì cái tấm lòng phước của ông, thiện lành của ông á, làm cho cái công ty ông thuận lợi và trả được cái món nợ. 2 năm sau là trả được các nợ nần, là một cái điều không ai có thể tưởng tượng được. Trả nợ sớm hơn rất nhiều so với dự tính. Và giờ đây Mita đã trở thành một trong những trụ cột của tập đoàn Kyocera, mà tưởng đâu là sắp chết rồi, sắp phá sản rồi. Trên đời này có những người thấy người khác phá sản thì vui mừng, thấy công ty khác phá sản thì sung sướng, thấy công nhân của công ty khác thất nghiệp, chết đói, có những người rất là hả hê. Cái tâm đó là tâm ác. Dù mình không làm gì nhưng vẫn đang gieo nhân xấu ác và phải chịu quả báo. Cho nên sư nói các vị, thấy nhà người ta gặp nạn, tâm mình đừng có hả hê, nghe chưa? Tại vì tâm mình sung sướng hả hê khi người ta gặp nạn, gặp tai, tức là mình đang vay một món nợ xấu cho tương lai. Cha ông Việt Nam có câu 70 chưa gọi là lần. Mình chưa biết mình ra sao, thấy kẻ khác hoạn nạn thì giúp đỡ, chứ đừng có bao giờ cười trên sự đau khổ của kẻ khác. Thì cái ông mà tái thiết cái công ty này đó, ông được bổ nhiệm làm giám đốc của Kyocera Mita, chịu trách nhiệm tái thiết cái công ty đó, nghe chưa? Mà trước kia chỉ là quản đốc của một nhà máy chế tạo thiết bị điện tử mà thôi. Nhưng mà bắt đầu ông trở thành giám đốc công ty, rồi ông làm cho công ty Mita phát triển lên. Mặc dù trước đó nó đã rơi vào trong tình trạng là phá sản. Cho nên sau khi quyết định giúp đỡ công ty Mita, thì công ty Kyocera mới là chi viện tài chính và xem Mita là một thành viên trong tập đoàn của mình. Chứ không bao giờ thấy người ta sập tiệm mà mình vui mừng, mà trái lại giúp đỡ cho người ta. Bởi vì tôi cứu được anh là tôi cứu hàng ngàn công nhân đi theo cái công ty của anh. Tôi cứu nhà anh là tôi cứu các con của anh. Mình đi làm từ thiện ở đâu? Chung quanh mình đấy nè. Đó, sư nói với các vị như thế. Cho nên cái công ty đó đã xem cái công ty Mita như một cái thành viên trong tập đoàn của mình, và nếm đủ mọi sự khó khăn, gian khổ trong quá trình tái thiết. Đó, họ đưa ra rất nhiều đòi hỏi vô lý, khó chấp nhận, thậm chí còn kéo cả gia đình của cái ông giám đốc này chịu rất là nhiều điều đàm tiếu, dèm pha. Bản thân ông chịu quá nhiều điều phiền phức mà công ty Kyocera cũng phải bị lây lan theo. Tức là cái nghiệp của công ty Mita là cái nghiệp xấu. Một khi mình đưa tay ra mình muốn giúp thì nghiệp xấu nó phải lan sang mình. Tiếng xấu, lời xấu, sự khó khăn, thất bại nó phải lan sang mình. Còn con người mình ích kỷ, mình rờ vào làm cái gì? Mình biết mình thôi. Nhưng chính vì cái tâm như vậy làm sao mình giàu được. Còn cái Kyocera này thấy Mita đứng trước cái khả năng phá sản, người công nhân có khả năng thất nghiệp hàng loạt, thì Kyocera đã bỏ tiền ra để mua lại, tái thiết tất cả, để cho người công nhân không thất nghiệp, giang tay giúp đỡ công ty và toàn bộ nhân viên đang trong bước đường cùng, phải chịu thị phi, phải chịu nhiều điều dèm pha, đàm tiếu không thể nói hết, và tôi chỉ biết im lặng chịu đựng mà thôi. Cái vị giám đốc đã tâm sự như thế. Nhưng rồi trong quá trình tái thiết, nhiều người đã hiểu ra, họ bắt đầu cảm ơn sự giúp đỡ của công ty Kyocera và sự giúp đỡ của ông giám đốc này. Ông mang tên Inamori. Từ chỗ trước kia đã được cứu giúp, thì lần này đó,
họ đã giúp đỡ cho Kyocera rất nhiều. Và ông giám đốc đã nói như sau: có thời tôi được người khác cứu tôi, cho nên giờ đây tôi rất muốn đi giúp đỡ người khác. Tôi cảm thấy đó là vòng tròn của số mệnh. Khi người ta đã giúp mình thì mình sẽ có lúc giúp lại người. Khi mình đã giúp người rồi, cái vòng tròn số mệnh đó, người sẽ giúp mình, cho đi không bao giờ mất. Các vị nghe được chưa ạ? Vòng tròn số mệnh. Sư nghe cái câu đó rất hay. Vòng tròn số mệnh không bao mất đi đâu hết. Với việc chịu trách nhiệm tái thiết công ty Kyocera Mita, đó là cơ hội đền ơn cuộc đời của tôi. Đâu mắc nợ Mita gì đâu. Nhưng mà ông đền ơn cuộc đời, ông giúp đỡ. Và tôi hiểu rõ đây là luật nhân quả. Rất là cảm động. Không thể nào làm bất cứ điều thiện nào mà kết thúc lại xấu. Nếu cái tốt chưa đến là vì nó chưa đến mà thôi. Cho nên ông ta nhận được sự thành công của công trình tái thiết, nhận được lòng biết ơn của toàn thể hàng ngàn nhân viên của bên công ty Mita. Mà mình sống mà nhiều người biết ơn mình là mình hạnh phúc lắm. Mà mình sống mà nhiều người chửi rủa mình á, thì mình không có làm gì á, mình cũng muốn cảm, muốn bệnh nữa. Tại vì nó nguyền rủa mình dữ quá. Nghe không nào? Mà mình mở mắt ra là mình không có biết, mà ở nhà người ta cảm ơn mình. Trời ơi, hay quá, cảm ơn quá, biết ơn quá. Phải không nào? Thì tự nhiên người ta biết ơn mình, người ta không gặp mình, người ta không cho mình quà, người ta không đền đáp cái gì bằng vật chất. Nhưng cái lòng biết ơn đó, mình vẫn có phước báo. Mà người ta không cho mình gì hết, mà ta chửi mình vẫn tổn phước, mình vẫn muốn bệnh, muốn chết như thường. Cho nên sống á, đừng có để cho gieo quá nhiều món nợ để người ta phải căm ghét. Cho nên trong cuốn sách Thái Canh Đàm thời nhà Minh Trung Quốc có một câu rất hay, sư nhắc lại cho các vị nghe: làm việc phước thiện mà chưa nhìn thấy lợi ích của nó cũng giống như quả dưa gan nằm khuất trong đám cỏ tạp. Cỏ nó che lấp thôi, chứ kéo cái đám cỏ lên, một quả dưa gan ngon lành nằm ở trong đó đó. Cho nên cứ làm đi, còn cái quả nó chưa đến thì cũng không mất ở đâu đâu. Rồi một ngày nắng đẹp, nó sẽ đến với chúng ta, đem lại cho ta niềm hạnh phúc. Cho nên cái câu chuyện của ông giám đốc Inamori Kazuo, ông viết trong cuốn sách Cách Sống. Mà một cái người, sư không biết ông có biết Phật giáo không? Nhưng viết một cuốn sách, ông bảo: tôi tin đời sống này luật nhân quả chi phối tất cả. Mà nhà Phật dạy chúng ta phải sống có niềm tin nhân quả. Cho nên ngày hôm nay chúng ta học bài pháp về nhân quả, chúng ta có hiểu được không ạ? Có cái câu chuyện nhân quả giữa quá khứ, hiện tại và tương lai kể cho các vị nghe, chắc giờ sắp hết rồi. Có vị hòa thượng phát tâm muốn xây cái chùa thì phải đi hóa duyên, tức là đi quyên góp đó. Sư đi giảng pháp tối ngày cho nên là chư thiên cũng thương. Sư đây thì không có đi hóa duyên, cứ đi giảng pháp đi, ở nhà chùa cũng có người xây cho. Tại vì là mình gì? Mình đi gieo hạt giống lành thì mình sẽ được cái quả lành. Cái quả lành của mình là mình không cần đi hóa duyên, ở nhà có người làm chùa cho mình. Đó, nhân quả đó, nghe rõ chưa? Các vị cứ làm tốt đi, ở nhà mình nó tốt à. Chỉ sợ mình ích kỷ quá thôi, trong nhà mình không tốt nổi. Mình keo kiệt quá, mình xấu xa quá. Sư nói thật như thế. Thì cái vị hòa thượng này đó, thì muốn xây chùa không có đi thuyết pháp như sư, cho nên phải đi hóa duyên, là đi đến từng nơi vận động để người ta xây chùa. Thì trong khi hóa duyên như vậy đó, thì đi đến một cái nơi tụng kinh, rồi là kết duyên ở đó cho người ta đóng góp. Thì cái vị hòa thượng đến một nơi vất vả tụng kinh niệm Phật, niệm ròng rã tụng kinh 3 tháng trời, không có một người nào đến hỏi hòa thượng cần gì hết trơn. Ngày nào cũng tụng kinh, ăn cơm rất là kham khổ, mà đến cái vùng đó 3 tháng rồi tụng niệm mà không có ai hỏi một câu. Các vị nghe chưa? Thử thách mà. À, mình mà vậy là gì? Bỏ tụng, bỏ tu sớm. Không nào? À, nhà sư người ta kiên nhẫn lắm. 3 tháng trời không ai hỏi một câu. Nhưng rồi một ngày kia có cậu bé nó bắn thôi. Nó thấy vị hòa thượng này
ngày nào cũng tụng kinh 3 tháng. Cho nên cậu ta chạnh lòng tự bi mới nói: trời ơi hòa thượng, tụng kinh vất vả quá mà sao không thấy ai đến cúng dường. Mình đem cái bánh này nè, bán hết rồi đem tiền cho hòa thượng hết. Nhưng mà bánh này không phải của cậu á, bánh đi lấy mối, bán phải đem tiền về trả cho chủ. Nhưng mà đem hết tiền cho hòa thượng, cả vốn lẫn lời. Có ai dám làm như cậu này không? Chắc chắn là không. Cho một đồng là ghê lắm rồi. Nhưng cậu này là đưa hết cho hòa thượng. Bao nhiêu tiền bắn đưa hết cho vị hòa thượng, thì cái thị trấn đó nghe cậu bé nghèo đi bắn bắn mà đem tiền cúng dường hòa thượng, nên người lớn mới sinh lòng hổ thẹn. Mình già thế này nè, thua cái cậu bé bắn bắn đem tiền cúng cho hòa thượng, còn hòa thượng tụng kinh 3 ngày giữa chợ, không ai hỏi đến câu nào. Cho nên họ thấy cậu bé làm như vậy, họ mới bắt phát tâm cúng dường, vì sợ mang tiếng bỏn sẻn keo kiệt. Cho nên họ mới tuyên truyền ra 10 người, 100 người góp tiền, góp sức, và rất nhanh xây được ngôi chùa. Thì cái nhân đầu tiên là ai? Cậu bé bắn bắn. Cho nên vị hòa thượng rất là biết ơn, là nhờ cậu bé cúng dường chút tiền đó mà rồi tất cả mọi người phát tâm xây chùa. Nhưng khi hòa thượng đi về cái vùng đó xây chùa thì cậu bé không có tiền nộp chủ, đã bị đuổi đi, thất nghiệp lang thang. Ban đầu thì cũng còn có người cho chút cơm, dần dần trở thành một kẻ ăn mày, không có vốn liếng để sống, bé không ai mời làm việc. Cho nên hàng ngày không đủ 3 bữa cơm mà còn vô cùng khốn khó. Rồi bị bệnh chốc đầu, rồi mù mắt. Đến lúc này, việc ăn xin cũng không còn dễ dàng, vì mắt mù đâu có thấy đường mà đi. Đầu chốc ghẻ lở, thân hình bệnh tật, chắc là đứng trước cái chết. Bỗng nhiên cậu nhớ ra, vị hòa thượng ngày nào hỏi thăm mới biết hòa thượng đã xây một cái chùa ở cái vùng xa đó. Thì cậu lần từng bước tìm đến cái ngôi chùa để xin hòa thượng bữa cơm. Lúc này hòa thượng xây xong chùa và tu hành cũng đạt đắc quả, cho nên chứng được thần thông. Sáng sớm hòa thượng nói với toàn thể đại chúng rằng: hôm nay có một vị đại hộ pháp tới chùa, mọi người mở chùa cung kính nghênh đón, không để sơ suất, nghe chưa? Sáng hôm đó chờ hoài chả thấy là vị hộ pháp nào hết. Thưa thầy, chả thấy hộ pháp nào đến cả. Hòa thượng nói: sao lại không có? Phải có chứ. Các vị sư tri khách mới nói rằng: chỉ có một tên ăn mày vừa mù vừa chốc đầu nó đến, nên con sợ hỏng mất cái buổi tiếp khách, con đuổi nó đi rồi à. Con cho mấy cái bánh rồi con đuổi đi rồi. Lão hòa thượng nghe như vậy mới nói rằng: đó là đại hộ pháp của chúng ta, mau mau mời vào đây. Thì cái vị tri khách đó rất là ngạc nhiên, mới tả lại hình dáng cho hòa thượng nghe. Bạch thầy, thầy nhầm rồi, nó mù, nó chốc đầu, nó hôi hám, nó không có đồng bạc mà nó hộ pháp cái gì. Không, cứ mời về đây. Và cuối cùng dắt cậu bé mù trở về chùa, chăm sóc tắm rửa cho cậu. Và hòa thượng giữ cậu bé ở lại đó để mà nuôi dưỡng. Nhưng các vị biết không, một đêm kia cậu bé mù lòa đi vệ sinh. Mà ngày xưa ở cái vùng xa đó, người ta không có nhà vệ sinh, mà người ta làm cái nhà vệ sinh ở ngoài cái sông, là đi vệ sinh xuống sông, phải không nào đó. Thì cậu mới là mù lọt xuống dưới hầm cầu mà chết. Thì tin tức đó truyền ra ngoài, tất cả mọi người đều cảm thấy bất công. Trời ơi, làm gì có nhân quả báo ứng trên đời này. Một cậu bé vốn làm nghề bán sống tương tất, nhưng mà vì tích công lập đức đem hết tiền đưa cho thầy mà lại gặp toàn vận xấu, ăn mày mù lòa ghẻ lỡ, cuối cùng về chùa thì bị chết đuối. Như vậy nhân quả mà làm gì có, người ta nói như thế. Nhưng rồi những cái câu này mới tới tai cái vị hòa thượng. Lúc đó vị đây là một người đã đắc đạo, cho nên mới nói cho tất cả mọi người biết về
tam thời quả báo. Là gì? Hiện báo, sinh báo và hậu báo. Cậu bé kia căn cứ vào nghiệp lực trong quá khứ phải chịu ba kiếp sống vô cùng thống khổ. Kiếp sống thứ nhất, mù lòa. Kiếp sống thứ hai, ghẻ lở cho đến chết. Kiếp sống thứ ba, chết đuối. Nhưng do phát lòng từ bi, phát tâm công đức, cho nên nghiệp lực đó phải trải qua đằng đẵng ba kiếp, chỉ còn trả trong một kiếp mà phải trả, đã trả tất cả xong rồi. Các vị nghe chưa? Thay vì ba đời thống khổ, cậu ta chỉ còn trả trong một kiếp này, và trả ngay, và đã kết thúc cái đời sống mù lòa, chốc lỡ, ăn xin, tật nguyền, kết thúc. Cái chết là hết một kiếp. Và cũng đồng thời, thay vì trải dài qua ba kiếp sống đau khổ, mù lòa, tàn tật, thì trong kiếp đó là trả rất nhanh và rất ngắn, rất gọn. Cho nên cứ làm phúc đức đi. Nếu cái gì mà nó không may nó đến là biết mình đang trả quả báo của chúng ta. Nghe được không? Hòa thượng nói hiện tại cậu bé được siêu sinh rồi, nhân quả hiện ra rất là đầy đủ. Tại sao lại nói là không có báo ứng? Mọi người nghe xong đều rất xúc động, hiểu ra tam thế nhân quả thật khó mà suy lường ra. Cho nên các vị sẽ biết, giả sử bắt thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên, tế ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ. Nghĩa là trải qua bao nhiêu muôn kiếp mà mình gieo cái hạt giống thiện. Thấy chưa? Hạt giống thiện đó, nó ở trong bùn, trong đất. Một cái nhân duyên tụ hợp, thời cơ chín mùi, đầy đủ mặt trời, không khí, giọt sương, đâm chồi, nảy lộc, hoa quả sẽ nở, tự thụ lấy các cái hạnh phúc. Thì sau cái kiếp sống đó, cậu bé trở lại mà làm người giàu có trí tuệ, phước báo vô biên vô tận, vì dám hy sinh cái đời sống của mình để gieo một cái nhân lành, hòa thượng xây được ngôi chùa lớn ở quê hương. Cho nên một lần Đức A Nan lạy Đức Thế Tôn và hỏi A Nan là ngài A Nan Thật Thắng đấy, ngoài Bắc là A Nan Thật Thắng, là thị giả của Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, vào thời mạt pháp, tất cả chúng sanh ở Nam Châu Thắng Kim sẽ khởi sanh rất nhiều nghiệp chẳng lành. Họ không tôn kính Tam Bảo, bất hiếu với cha mẹ, không có mối quan hệ tốt với anh em, vợ chồng. Các mối quan hệ đời sống rối ren và hỗn loạn, bần cùng và hạ tiện, sáu căn không hoàn chỉnh, sát sinh hại vật, tầng lớp sống không bình đẳng, người thì giàu sang, kẻ thì nghèo túng. Nhân duyên gì dẫn đến quả báo này? Xin Thế Tôn từ bi chỉ dạy cho chúng con. Đức Phật dạy A Nan rằng, này các ông hãy lắng nghe, tất cả con người trong thế gian này, có kẻ bần tiện, có người phú quý, có kẻ thọ khổ đến tột cùng, có người hưởng phước bất tận, hưởng không bao giờ hết phước, có người khổ khổ tận cùng, không thể nói hết cái sự khổ. Tất cả điều này đều do quả báo của đời trước mà đem đến. Do vậy muốn được quả báo lành, hãy làm các việc lành, hãy hiếu kính cha mẹ, tin kính Tam Bảo, tin sâu nhân quả, không giết hại mà phải phóng sanh, tập ăn chay và bố thí, gieo trồng các phước điền cho đời sau, để hôm nay được an lành và đời sau được hạnh phúc. Giàu sang đều do mạng, đời trước tu nhân lành, ai thọ trì lời này, đời đời phước lộc thâm. Thiện nam tín nữ nghe cội nhân, hãy nhớ lời kinh trong nhân quả. Nhân quả ba đời chẳng phải nhỏ, Phật nói lời thật chớ xem khinh. Và bắt đầu Đức Phật mới nói lên, vì đâu mà làm quan, vì đâu mà ngồi kiệu, vì đâu ở nhà cao cửa rộng, vì đâu giàu có, tất cả là đều do nhân. Vì đâu khổ, vì đâu nợ, vì đâu nghèo, cũng do nhân, nhân ác mà mình gieo tạo. Cho nên ngay khi Đức Thế Tôn lúc sắp nhập Niết Bàn, tức là bệnh nặng, thể hiện cái thân tướng tứ đại này, thì Đức Thế Tôn cũng có lúc đau nặng. Cái thân tứ đại thì cũng là sanh già bệnh chết như mọi người, Đức Phật đó. Và khi Ngài đau như vậy đó, thì Đức
Đế Thích ở trên cung trời mới là xuống cái nơi Đức Thế Tôn đang nằm ở Beluva mà tự tay chăm sóc cho Đức Thế Tôn. Phải chưa nào, không có ngại gì hết. Mà trong khi trời rất là cao đẹp, thơm ngát mùi chư thiên, nhưng mà xuống đây chăm sóc cho Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói: Vua trời Đế Thích sống trong cảnh là cái gì, là vô cùng phước báo, giàu sang mà thù thắng. Ta dù là Phật nhưng cũng là cái thân của cái cõi ta bà, vẫn là ở cái cõi mà nhiều cái ngũ trược ác thế. Thì tại sao vua trời Đế Thích lại xuống đây? Đó, vua trời Đế Thích đảnh lễ Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn: xin Đức Thế Tôn hãy cho con làm những việc này, vì đó là thể hiện lòng tri ân và biết ơn của con đối với một đấng giác ngộ. Tất cả tỳ kheo đều ngạc nhiên, tại vì vua trời Đế Thích ở trên trời mà tại sao xuống đây chăm sóc thầy mình? Đó, ngạc nhiên lắm. Lúc đó Đức Thế Tôn mới nói rằng: này các tỳ kheo, không phải tự nhiên mà vua trời Đế Thích yêu quý ta, ngưỡng mộ ta, chăm sóc ta, tôn kính ta. Bởi vì trong một cái kiếp sống, vua trời Đế Thích khi hết phước cũng phải xuống trở lại làm người. Cho nên khi sắp hết phước, vua trời Đế Thích già nua, ốm yếu, bệnh tật. Thần Càn Thát Bà báo cho vua trời Đế Thích biết rằng ông đã sắp sửa hết phước rồi, thân ông có mùi hôi, ông không ngồi yên ở một chỗ. Ai mà ngồi không yên là biết người đó kém phước. Người đâu mà ngồi yên đó, người đó phước báo lớn lắm. Cho nên thần Càn Thát Bà nói với vua trời Đế Thích là ông ngồi không yên, người ông có mồ hôi, hoa trên đầu thì héo, ông sắp hết phước rồi. Vua trời Đế Thích khóc, nói bây giờ phải làm sao? Nói hãy kiếm Đức Thế Tôn mà ngài chỉ dạy cho. Thì vua trời Đế Thích mới xuống lạy Đức Thế Tôn. Đế Tôn mới cho vua trời Đế Thích quy y Tam Bảo. Trời cũng phải quy y Phật Pháp Tăng nghe chưa các vị? Quy y Tam Bảo là nguyện làm điều lành, tránh xa điều ác. Rồi lúc đó các chư thiên nghe lời Phật dạy cũng đắc quả Tu Đà Hoàn. Còn vua trời Đế Thích nghe thọ các cái giới pháp, thọ tam quy xong rồi thì vua trời Đế Thích cũng trở nên là thân tướng xinh đẹp, trẻ trung và trở lại làm vua trời. Cho nên mang cái ơn đó mà vua trời Đế Thích mới khi Đức Thế Tôn lâm bệnh xuống tận tay chăm sóc Đức Thế Tôn. Đó, nhân nào là quả đó. Đức Thế Tôn không dạy lời hay lời lầm, làm sao mà vua trời Đế Thích lại mang ơn? Cho nên Đức Thế Tôn mới nói: lành thay thấy thánh nhân sống chung thường an lạc, bạc thay sống người ngu lâu dài sanh lo buồn. Mình sống với người thánh nhân, với người tốt, mình sống luôn luôn an lạc. Mình sống với kẻ xấu, kẻ ác, một ngày ta giả dối với hai ngày là mình có chuyện lo buồn, nó đến với chúng ta ngay. Cho nên chính Đức Thế Tôn mà cũng gieo nhân lành mà trời Đế Thích đến chăm sóc. Đời sống chúng ta muốn mọi người yêu quý, đối xử tốt với chúng ta, thì bản thân chúng ta hãy sống tốt với mọi người. Từ lời nói, ý nghĩ cho đến việc làm, tất cả chúng ta đều phải thận trọng quả báo. Có như vậy, chúng ta mới là người Phật tử, tin sâu vào nhân quả và biết ứng dụng lời Phật dạy trong đời sống của chúng ta. Thời gian đã hết. Thành kính tri ân Đại Đức Thích Tâm Hưng, trụ trì Chùa Đống Cao của Nga Sơn, Thanh Hóa, đã cho chúng ta một cái nhân duyên ngồi bên nhau chia sẻ pháp lành. Và xin tri ân toàn thể hội chúng đã trang nghiêm thanh tịnh trong thời pháp thoại chiều hôm nay. Xin thân mến chào tất cả các vị.